Chào các bạn học sinh thân yêu, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em cách nặn các khối cơ bản, đó là khối cầu, khối lập phương và khối hình trụ nhé. Đầu tiên, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tạo khối cầu nhé. Để tạo khối cầu, em chọn một màu đất mà mình thích. Ở đây, cô chọn màu xanh lá đấy. Sau đó, em hãy sử dụng ngón cái, ngón trỏ của mình để nhào đất sao cho mềm dẻo. Em hãy vo đất thành một khối hình cầu nhé. Để vo đất, em đặt đất vào lòng bàn tay. Sau đó, em sử dụng hai lòng bàn tay của mình để xoay tròn sao cho khối cầu của mình thật tròn và mịn nhé. Khi thấy bề mặt khối cầu còn lồi lõm và chưa được nhẵn, em có thể sử dụng ngón tay trỏ của mình để điều chỉnh và tiếp tục xoay tròn sao cho bề mặt khối cầu được tròn và nhẵn là chúng ta đã có một khối cầu rồi đấy. Tiếp theo, cô hướng dẫn các em nặn khối lập phương. Đầu tiên, em cũng chọn màu đất và sau đó sử dụng ngón tay cái và ngón tay trỏ của hai bàn tay để nhào đất. Ở đây, cô chọn đất màu xanh dương. Em hãy sử dụng ngón cái và ngón trỏ để nhào đất cho mềm và vo khối đất thành một khối lập phương có 6 cạnh bằng nhau. Nếu thấy bề mặt của khối lập phương chưa được nhẵn, em có thể sử dụng dao để cắt từng bề mặt sao cho bề mặt của khối lập phương vừa vuông lại vừa nhẵn nhé. Sau khi cắt xong là cô đã có một khối hình lập phương có 6 mặt là hình vuông và bằng nhau rồi. Tiếp theo, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau nặn khối trụ nào. Đầu tiên, em hãy chọn một màu đất mà mình thích. Ở đây, cô chọn đất màu vàng. Cô sử dụng ngón tay cái và tay trỏ để nhào đất cho mềm. Vừa nhào nặn đất, em hãy vừa tạo hình khối đất thành một thỏi dài nhé. Tiếp theo, em đưa đất vào lòng bàn tay và vê lại sao cho bề mặt của thỏi đất được trơn nhẵn. Em cũng có thể để đất xuống dưới mặt bàn và sử dụng bàn tay của mình để vê nữa nhé. Khi sử dụng tay để nặn và vê đất ở dưới mặt bàn, em hãy chú ý để hai đầu của khối trụ bằng nhau, tránh để một đầu to và một đầu nhỏ nhé. Sau khi thấy bề mặt khối trụ đã được trơn nhẵn, em có thể sử dụng dao và cắt hai bên đầu của khối trụ để hai bên đầu của khối trụ thành một hình tròn. Sau khi cắt xong là cô đã được một khối trụ rất đẹp rồi đấy. Tạo hình các khối cơ bản thật là dễ phải không nào? Cô chúc các em có thật nhiều sản phẩm đẹp nhé!